Lịch Nghề Tốt xin chào các bạn, hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Tử vi tuần mới từ ngày 25 đến ngày 31 tháng 12 năm 2017 của 12 con giáp. Tuần mới của người tuổi Thân khá sáng sủa với nhiều niềm vui, có ấn tinh tọa mệnh thúc đẩy công việc, sự nghiệp. Tinh thần làm việc hăng say, tràn đầy nhiệt huyết cùng với năng lực sáng tạo và khả năng phân tích vấn đề nhạy bén giúp cho con giáp này chiếm lĩnh được thành tích đáng kể. Không lo bị lép vế so với những người khác trong công cuộc cạnh tranh quyết liệt đầu năm mới. Còn các con giáp khác sẽ đón tuần mới ra sao? Hãy cùng theo dõi lịch ngày tốt nhé! Tử vi tuổi Tý. Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp, vận thế của người tuổi Tý không quá khả quan, gặp thái tuế nên đường công việc bị cản trở. Có nhiều vấn đề phát sinh khiến cho bạn trở tay không kịp. Phải viện tới sự giúp đỡ của người khác mà chung quy kết quả thì vẫn không thực sự tốt lắm. Tài lộc theo đó mà kém đi rất nhiều, bạn chỉ có thể giữ được nguồn chính tài tương đối ổn định, còn nguồn thiên tài thì hầu như là không có biến chuyển gì. Vì thế, tuần này hãy chi tiêu tiết kiệm, làm việc chăm chỉ để đủ kiếm tiền trang trải cuộc sống. Đừng suy nghĩ tới việc tiêu pha mua sắm tốn kém. Điểm đáng kể nhất trong con giáp này trong vận trình tuần đó chính là gặp sao đào hoa. Người độc thân có vận trình tình duyên sinh động, người tới người lui dập dìu, đi tới đâu cũng có người thầm yêu trộm nhớ. Đừng quên chăm chút cho vẻ ngoài của mình nhé, bạn sẽ gây được ấn tượng tốt và bắt đầu một mối quan hệ ngọt ngào đấy. Sức khỏe của bạn xuống dốc rõ rệt, lâm vào tình trạng mệt mỏi, khó chịu suốt ngày. Tình trạng mất ngủ kéo dài, ăn uống không ngon miệng, dù cho ngũ hành bất hòa, thổ khí vượng, lấn át, thủy dẫn tới khô háo, nóng trong, dạ dày yếu kém, tiêu hóa không tốt. Bạn cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn và bổ sung nhiều nước, cân bằng chế độ dinh dưỡng để tránh đổ bệnh. Tử vi tuổi Sửu. Xem tử vi tuần mới, vận trình công việc của người tuổi Sửu không thuận lợi. Kế hoạch hay ý tưởng mới đều được triển khai, không nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của đồng nghiệp. Đây là thời gian bạn gặp đủ mọi thử thách trong hoạt động của thất sát khá mạnh, nên cần phải hết sức bình tĩnh, tránh nóng giận rồi mất khôn. Trong tuần, người kinh doanh buôn bán có thu nhập khá bất ngờ nhưng họa phúc song hành. Thiên tài ẩn chứa nhiều nguy cơ dính tới pháp luật, rắc rối công quyền, nên đừng thấy lợi mà quên nghĩa, đừng vì lòng tham mà ra đà vào con đường không chính đáng. Bạn sẽ phải trả giá đắt vì hành động của mình đấy. Vận trình tình cảm, hôn nhân đỡ hơn một chút vì hai người đã dần dần hiểu nhau, ít va chạm và xích mích với nhau hơn trước. Nhưng để thân thiết ngọt ngào thì vẫn còn một khoảng cách rất xa. Một khi đã có tổn thương thì việc hàn gắn chắc chắn sẽ mất rất nhiều thời gian cũng như nỗ lực, không thể vội vàng được đâu. Sức khỏe của con giáp này biến chuyển xấu, bạn quá căng thẳng trong tuần thổ khí vượng nên ngũ tạng đều bị tổn thương. Tình hình thường xuyên gặp phải là đau dạ dày, mệt mỏi, tinh thần xuống dốc, kiệt quệ sức lực và phải đối diện với nhiều vấn đề khó khăn nên thời gian này sẽ là lúc rất tệ đối với người tuổi Sửu. Tử vi tuổi Dần. Vận thế tuần này của người tuổi Dần không được coi là lý tưởng nên thiên cẩu xuất hiện. Bạn gặp tiểu nhân quấy phá, thường xuyên bị người khác chơi xấu hoặc hãm hại và có nhiều biểu hiện xấu trong công việc. Cạnh tranh không lành mạnh khiến cho con giáp này phải căng thẳng ra chống đỡ, họ trong tối mà ta thì ngoài sáng, vô cùng vất vả gian nan. Tài chính nhiều lần trồi sụt, lúc tưởng có thể nắm giữ được thu nhập rồi thì lại đột nhiên xuất hiện kiếp tài khiến cho công việc đổ bể liên tục. Bạn vừa ấm ức vừa tức giận, nhưng không thể làm gì khác được. Vẫn phải tiếp tục cố gắng để bù lại hoàn thành thua thiệt vừa có tích lũy dư giả cho dịp cuối năm trong công việc của mình. Tình cảm tốt hơn một chút nhờ có sao thiên hỷ mang tới cát tường. Nếu trong nhà có việc mừng, việc vui, đám cưới, đám hỏi thì sẽ giúp vận trình thoải mái hơn ít nhiều. Không khí vui tươi, phấn chấn làm bạn đỡ đi gánh nặng, thần thong thả, thoải mái, bình tĩnh và giải quyết vấn đề một cách ổn thỏa hơn. Sức khỏe tuy chưa tới mức báo động nhưng cũng không thể chủ quan vì tuổi Dần đang có nguy cơ mắc bệnh về gan. Thổ mộc tương xung, hoạt động của gan yếu kém, ảnh hưởng tới các cơ quan khác. Người dùng nhiều rượu bia, ăn uống không lành mạnh, nhất định phải để tâm tới vấn đề ăn uống của mình hơn. Tử vi tuổi Mão. Vận trình tuần mới của 12 con giáp thông báo rằng người tuổi Mão có phải đề phòng trong chuyện thị phi ở thời gian này. Thực thần kéo theo, khéo léo, giao tiếp tốt nhưng lại giả tạo khiến cho bạn chịu nhiều điều tiếng không hay. Người qua người lại, mỗi người một ý kiến cho sự việc bị đẩy đi quá xa và tam sao thất bản.
Cả đường chính tài và thiên tài trong tuần mới của người tuổi Mão đều giữ ở mức ổn định. Lúc đầu tuy có khó khăn, nhưng nhờ sự động viên và giúp đỡ của mọi người nên mọi thứ vẫn tiến hành thuận lợi, không phải lo nghĩ quá nhiều. Dẫu không dư giả nhưng cũng không đến nỗi thiếu thốn. Tuần này là thời điểm lý tưởng để người độc thân tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình. Nhân lúc được đào hoa cát tinh nâng đỡ, bạn hãy mở rộng các mối quan hệ của mình và tìm cho mình một đối tượng phù hợp. Đừng quá tính toán thiệt hơn, trước tiên phải đến với nhau bằng tình cảm chân thành, tìm hiểu nhau từ từ rồi sẽ thành công. Sức khỏe luôn là điểm yếu khiến cho con giáp này lo lắng, bạn sụt sùi suốt cả một mùa đông do nhiễm lạnh và tình hình tiếp tục chuyển biến xấu hơn. Nên tăng cường vận động để nâng cao thể trạng, cải thiện sức đề kháng của mình. Khỏe từ bên trong thì các triệu chứng sẽ dần dần giảm bớt và không dễ bị tấn công từ bên ngoài nữa. Tử vi tuổi Thìn. So với tử vi tuần trước, vận thế tuần này của người tuổi Thìn giảm sút đáng kể. Tinh thần bạn bất ổn, nóng giận, triền miên vì những khó khăn liên tiếp ập tới. Mất thăng bằng, cả công việc lẫn quan hệ xã giao đều chao đảo. Bạn muốn bám víu vào một ai đó nhưng hoàn toàn không có, chật vật gánh vác một mình. Tài lộc có tiểu hao, đã không kiếm được mấy rồi lại còn tán lộc mất tiền vì những sự cố ngoài ý muốn. Bạn bị dồn ép quá nhiều nên trong đầu lúc nào cũng chỉ nghĩ tới cách để xoay sở tiền nong để thoát khỏi tình trạng túng thiếu eo hẹp này. Nhưng càng vội vàng thì càng dễ mắc sai lầm. Đừng làm mọi việc trở nên tồi tệ hơn vì suy nghĩ thiếu sáng suốt của mình. Trong tình yêu, bạn đa nghi hay nghĩ vu vơ về những điều mơ hồ xa vời. Tâm hồn treo ngược cành cây, khó tập trung để làm bất cứ việc gì nên không chú tâm tới đối phương, khiến cho người đối phương cứ cố tình gây sự làm rạn nứt mối quan hệ. Áp lực công việc và cuộc sống khiến cho tâm tính của người này thay đổi tiêu cực đi rất nhiều đấy. Kiến nghị bạn nên dành thời gian tĩnh tâm lại, khó khăn là có thật, nhưng nếu bạn cứ cư xử một cách bất cần như thế này thì mọi chuyện chỉ tồi tệ hơn mà không có lối thoát. Thay vì đau khổ, sốc nổi, hãy đương đầu với mọi thách thức bằng tâm thế bình tĩnh, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi mà. Tử vi tuổi Tỵ. Tử vi tuần mới của 12 con giáp cho biết, vận trình tình cảm của người tuổi Tỵ xuống dốc do ảnh hưởng của hung tinh cô thần quả tú. Vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn vì những chuyện bên ngoài, mang áp lực công việc về nhà, chút lên bạn đời của mình, khiến cho mọi chuyện trở nên trầm trọng. Không ai muốn lắng nghe nửa kia, gia đình lạnh nhạt. Ngoại trừ vấn đề đáng lo ngại kể trên thì tuần này của bạn khá tốt đẹp. Gặp nhiều may mắn và thuận lợi trong công việc. Quan tinh chiếu sáng, làm việc hanh thông trôi chảy, lại được cấp trên chiếu cố. Kết quả thoải mái hơn rất nhiều. Nhưng con giáp này vẫn không thấy đủ, vẫn chưa hài lòng và mong muốn có thành công nhiều hơn nữa, tự tạo ra áp lực cho mình. Tài chính tiến lên, tài tinh rạng rỡ, thu nhập đều đặn và có khuynh hướng đỉnh cao vào giữa tuần. Liên tiếp có những nguồn thu mới giúp bạn dùng dình tiêu xài, tích lũy không ít cho những kế hoạch dự định mới mẻ trong tương lai. Hợp tác với người khác cũng không chịu thua thiệt, hoàn toàn tự mình làm chủ công việc. Như vậy mới thấy, tuổi Tỵ sướng không biết hưởng, làm khổ mình còn ảnh hưởng tới hòa khí trong gia đình. Bạn nên suy nghĩ tích cực hơn, giữ thái độ đứng mực để vun đắp hạnh phúc. Cuối tuần hãy cùng nhau đi du lịch hoặc là ra ngoài dạo chơi để hâm nóng tình cảm, coi như lời xin lỗi chân thành dành cho người ấy. Tử vi tuổi Ngọ. Sang tuần mới, tâm tính của người tuổi Ngọ tốt lên rất nhiều. Cũng nhờ giải thần cát tinh xoa dịu và hòa giải các mối quan hệ rối ren, bạn cảm thấy nhẹ nhõm và muốn trải lòng nhiều hơn với những người xung quanh, không khư khư che giấu những điều không vui, không thoải mái của mình nữa. Trong công việc, con giáp này đã tìm thấy chỗ dựa của riêng mình với không gian riêng để thể hiện khả năng. Tuy chưa phải là môi trường thực sự lý tưởng nhưng bạn cũng tương đối hài lòng. Tự mình tích cực hơn để thích nghi với hoàn cảnh, vươn lên trong khó khăn. Ẩn tinh dõi theo và hỗ trợ cho bạn rất nhiều. Xuất hiện một vài trục trặc trong vấn đề xã giao khiến cho áp lực tinh thần tăng cao. Cạnh tranh là điều không thể tránh khỏi và tuổi Ngọ không muốn dùng biện pháp mạnh, muốn giải quyết ổn thỏa tất cả đôi bên đều không chịu thua thiệt. Nhưng đối phương thì lại làm phương hại lợi ích kinh tế của bạn nên không thể nương tay được. Sức khỏe ổn định hơn nhưng vẫn cần phải theo dõi và không được thức quá khuya. Làm việc quá nhiều để tránh kiệt sức, kết hợp với các hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh, vận động thư giãn để nâng cao thể chất và tinh thần sẽ giúp bạn cảm thấy thoải mái, dễ chịu hơn và lúc nào cũng lo lắng, cúi đầu vào công việc thì sẽ chẳng bao giờ có thể giải tỏa được. Tử vi tuổi Mùi. Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp,
vận trình công việc của người tuổi Mùi không thể yên tâm được. Tâm lý nóng vội khiến bạn tìm cách để sửa chữa sai lầm, nhưng họa vô đơn chí lại tiếp tục dài thêm với công việc tinh khí bất cẩn của thất sát khiến cho mọi chuyện cứ rối tinh rối mù, chồng chéo lên nhau. Tuy nhiên, khó khăn đồng thời cũng là cơ hội để bạn thể hiện khả năng của mình. Đừng nên vội thoải chí, nản lòng, ít nhiều thì thất sát cũng có tài nên chỉ cần tiết chế được tính hấp tấp thì cũng không quá tệ. Tài chính không khả quan, tiêu tiền nhiều, làm ra thì ít cũng gây áp lực lên con giáp này, bạn phải tìm đường giải quyết ngay đi thôi. Về tình cảm, hàng loạt mâu thuẫn do bất đồng về quan điểm sống, thói quen sinh hoạt hoặc là do những lời thị phi bên ngoài khiến cho tình cảm các cặp đôi trục trặc. Vợ chồng cùng nhà mà không thể tránh được mâu thuẫn từ cuộc sống hàng ngày. Cô thần chen chân khiến cho cảm xúc nguội lạnh, không muốn gần gũi tìm hiểu nhau thêm nữa. Sức khỏe của bạn xuất hiện một vài dấu hiệu bất thường như là da rẻ vàng vọt, cảm giác chán ăn, ngủ không ngon giấc, dạ dày bị đau. Chủ yếu là thổ khí quá vượng nên hệ tiêu hóa bị ảnh hưởng. Tuổi Mùi cần phải chăm sóc nhiều hơn, giữ gìn thân thể và quan trọng nhất là nghỉ ngơi đầy đủ và đúng cách. Tử vi tuổi Thân. Tuần mới của người tuổi Thân khá sáng sủa với nhiều niềm vui, có ấn tinh tọa mệnh thúc đẩy công việc, sự nghiệp. Tinh thần làm việc hăng say, tràn đầy nhiệt huyết cùng năng lực sáng tạo và khả năng phân tích vấn đề nhạy bén giúp cho con giáp này chiếm được thành tích đáng kể. Không lo bị lép vế so với những người khác trong cuộc cạnh tranh quyết liệt đầu năm mới. Tài chính không tới mức thừa thãi nhưng đủ để bạn thoải mái chi dùng. Tận hưởng những thú vui cá nhân, chính tài bình ổn, thu nhập đều đặn và có thêm nguồn thiên tài bất ngờ để tạo sự hứng khởi. Theo đuổi một công việc phụ hoặc là tham gia đầu tư cũng là gợi ý hay dành cho bạn trong thời điểm này. Tình cảm lứa đôi ra rào thăng hoa, đây là cơ hội để bạn nghĩ tới chuyện tiến xa hơn nữa trong mối quan hệ hai người. Trách nhiệm, tình yêu và sự tin tưởng lẫn nhau đưa lối tới hôn nhân. Tự nhiên thoải mái chứ không hề bị gượng ép, bạn thực sự biết mình cần gì, muốn gì và hạnh phúc với điều ấy. Hãy tổ chức một vài bữa tiệc, một chuyến đi dã ngoại, du lịch ngắn ngày trong tuần này để cùng người thân, người yêu, bạn bè vui vẻ bên nhau, giảm bớt áp lực cơm áo gạo tiền. Cơ hội có thể cùng nhau vui chơi và thân thiết không nhiều đâu, nên đừng ngần ngại cắt bớt một số công việc đi nhé. Tử vi tuổi Dậu. Thái âm giúp đỡ rất nhiều cho vận trình tuần mới của người tuổi Dậu, xoa dịu các mối quan hệ xã giao và giúp bạn kết nối với những người xung quanh một cách tốt nhất. Chính nhờ sự thân thiết nên khi có khó khăn gì cũng được nâng đỡ, làm gì cũng được chỉ dẫn tận tình, không lo ngại bơ vơ, cô đơn, chống đỡ một mình. Người làm chủ kinh doanh, buôn bán gặp trở ngại về tài chính do nguồn vốn chưa thể thu hồi về, nhưng tình trạng này không kéo dài đâu, vì đã có thiên tài chủ mệnh được bạn bè hỗ trợ hoặc là nhanh chóng lấy lại phong độ. Đúng là con giáp này ra đường gặp quý nhân, luôn có người đứng sau làm hậu thuẫn. Tình cảm gắn bó khăng khít, sợi dây nối giữa hai người với nhau không phải là trách nhiệm, con cái hay đánh giá một người khác mà chính là sự ăn ý, tin tưởng, tương thông từ tâm hồn. Bất kể niềm vui nỗi buồn nào cũng đều được sẻ chia với nhau, cùng động viên nhau vượt qua và tiến lên trong cuộc đời, cảm thấy hài lòng và hạnh phúc. Sức khỏe có phần đi xuống, dễ gặp các triệu chứng như đau nhức xương khớp, tê chân, chuột rút bất ngờ. Do bạn thiếu vận động, cộng thêm thời tiết lạnh lẽo nên như vậy đấy. Ngoài việc giữ ấm cơ thể thì nên rèn luyện thường xuyên để tăng cường thể trạng, hạn chế bệnh tật, nâng cao thể lực. Tử vi tuổi Tuất. Xem bói tử vi tuần mới của 12 con giáp, người tuổi Tuất không thể lạc quan về tình trạng của bản thân được vì bạn đang quẩn quanh trong mớ rắc rối không đáng có. Tỷ kiên vốn có năng lực nhưng thái độ kiêu ngạo nên bạn không nhận được sự đồng tình, ủng hộ của những người xung quanh, mất đi cơ hội thành công. Kéo theo đó là lao đao về tài chính, bạn không thể hợp tác cùng ai khi mà cứ giữ thái độ, kể cả của bề trên. Công việc thu hẹp lại thì nguồn thu cũng giảm sút, quan trọng hơn là khi khó khăn, không ai sẵn lòng giúp đỡ hay sẻ chia với con giáp này, bạn tự trèo trống trong khó khăn tung thiếu. Cô đơn trong chính cuộc tình của mình, người tuổi Tuất chưa tìm được cách giao lưu với đối phương nên hai người bế tắc, xa lạ và chán nản. Thực ra tình yêu khi trải qua giai đoạn ban đầu, nồng thắm sẽ bước tới được sự bình dị, cùng nhau yên ổn qua ngày, chứ không thể lúc nào cũng kích thích thú vị được. Bạn phải hiểu điều này để không bị hụt hẫng. Mặt sức khỏe bình ổn, ngoại trừ một vài dấu hiệu như ợ chua, nóng trong do đau dạ dày thì không có vấn đề gì quá nghiêm trọng.
Hãy chú ý nghỉ ngơi điều độ, ăn uống hợp lý để nhanh chóng cân bằng lại cuộc sống và sức khỏe của mình. Đừng nghĩ ngợi quá nhiều, học cách sống tĩnh tâm và bình thản đi nhé. Tử vi tuổi Hợi. So với tuần trước, vận thế tuần này của người tuổi Hợi giảm sút đi đôi chút. Có rất nhiều việc phải lo lắng, thiên ấn quý nhân, dẫu vẫn giải tỏa về tinh thần nhưng không giúp được về vật chất khi mà sự nghiệp cứ xuống dốc. Công việc bận rộn, con tài chính thì thua kém, có nhiều khó khăn. Đôi lứa đối mặt với nhiều vấn đề gia đình phức tạp, có sức ép từ bên ngoài khiến cả hai bị căng thẳng, nhiều lần tranh cãi. Đầu tuần chiến tranh khá lớn, tới giữa tuần bắt đầu hòa dịu hơn. Mọi chuyện lắng lại khi hai người bình tĩnh trò chuyện và tìm hướng giải quyết hợp lý nhất. Trong công việc, bạn dễ bị cấp trên hoặc lãnh đạo hiểu lầm, từ đó gây ra hàng loạt mâu thuẫn. Thương quan gây thị phi không ngừng, quấy nhiễu, khiến con giáp này khó chịu. Bạn vừa phải làm việc chuyên môn, lại vừa phải gánh vác những chuyện bên lề, thật sự là quá mệt mỏi. Tài chính không như ý, càng ngày càng làm thiệt hại, đôi khi cảm thấy không chống đỡ được nữa. Nhưng đừng vội bỏ lỡ vì người tuổi Hợi qua cơn sóng gió sẽ tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý giá cho tương lai. Sự trưởng thành trong khó khăn càng giúp bạn tự tin, mạnh mẽ và vững vàng hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình tử vi của Lịch Ngày Tốt. Chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ và gặp nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.